Xin chào cô chú quý anh chị đến với kênh YouTube của Truyền Hele. Thì trong thời gian qua là Truyền cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ và đăng ký kênh của Truyền. Thì nếu mà cô chú quý anh chị đang quan tâm về cái đất nền và cái nhà phố ở cái khu vực là khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì hãy nhấn đăng ký kênh và để cái theo dõi cái video mới nhất mà Truyền muốn giới thiệu cho cô chú quý anh chị để đầu tư. Thì hôm nay thì Truyền đang có mặt ở khu nghiệp Cầu Tràm. Thì hiện tại là khu nghiệp Cầu Tràm thì Truyền đang có là dưới 10 lô đất đang mở bán nội bộ ở đây. Thì giá thì thấp hơn so với là cái giá chính thức là 300 triệu. Thì nếu mà cô chú anh chị quan tâm về cái lô đất nền nằm ngay của khu nghiệp Cầu Tràm là 4 mặt tiền kinh doanh này thì hãy liên hệ ngay cho Truyền qua số điện thoại là 0932 885 882. Thì cái số đó thì cũng là cái số Zalo của Truyền luôn. Thì hãy kết bạn Zalo với Truyền. Truyền sẽ gửi cái thông tin cụ thể cái lô đất nằm cái khu nghiệp Cầu Tràm cho cô chú anh chị mua để mình đầu tư.